Kính thưa quý vị, nạn buôn bán hộ ở châu Á được đổ lỗi cho sự xuất hiện của giới giàu mới nổi, tin từ Indonesia, một trong những nhóm bảo tồn động vật hàng đầu thế giới, hiện đang tiếp tục vận động để giải cứu cho những con hổ, một loài vật hiện đang phải đối mặt với nạn buôn bán bất hợp pháp để làm thuốc tại thị trường châu Á. Theo ông Alan Rabinowitz, giám đốc điều hành của nhóm bảo tồn động vật hoang dã Panthera cho biết, nạn buôn bán hổ hiện vẫn đang nhức nhối tại các nước Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan, bất chấp những nỗ lực cải thiện để giải cứu loài vật này. Panthera là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2006 nhằm mục đích làm tăng số lượng các loài động vật họ mèo trong thế giới hoang dã. Tuy nhiên, theo ông Ranowitz cho biết, hiện Panthera đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến bảo vệ những chú hổ. Ngành kinh doanh các loài động vật hoang dã là một ngành sinh lời rất lớn, được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng các bộ phận động vật như một dạng bùa may mắn. Loài hổ hay còn được gọi là Panthera taurus là loài động vật họ mèo lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê cho thấy, cách đây khoảng một thế kỷ, đã từng có hơn 100.000 con hổ hoang dã sinh sống ở châu Á. Tuy nhiên đến ngày nay, con số này đã suy giảm rất nhiều và chỉ còn lại khoảng 3.200 con. Hiện nay, 6 phân loài bao gồm hổ Bengal, hổ Đông Dương, Sumatra, Amur, Mã Lai và Trung Quốc vẫn còn đang tồn tại. Tuy nhiên đã có 3 phân loài khác bị tuyệt chủng trong vòng 80 năm qua. Mặc dù các nỗ lực bảo tồn đã đóng góp rất nhiều trong việc bảo vệ loài hổ, tuy nhiên, nạn săn trộm vẫn còn đang tiếp tục đe dọa đến số lượng của chúng ngoài tự nhiên. Phát biểu tại một sự kiện ở Thái Lan, nơi chỉ còn lại 200 con hổ sinh sống, ông Rabinowitz đã kêu gọi các chính phủ ở châu Âu ban hành một đạo luật không khoan nhượng để ngăn tình trạng săn bắn trộm. Hổ hoang dã hiện vẫn còn có thể được tìm thấy tại 11 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Malaysia, Nga, Bangladesh, Indonesia, Miến Điện và Trung Quốc. Loài động vật này hiện đang nằm trong sách đỏ của Liên Hiệp Quốc về bảo tồn hay còn được gọi tắt là IUCN. Theo ông Rabinowitz cho biết, Panthera không thể cứu loài hổ một mình và cần đến sự giúp đỡ của chính phủ tại châu Á. Ông lo ngại rằng, nếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, thì một trong số những loài động vật săn mồi nổi tiếng nhất thế giới sẽ bị tuyệt chủng.